Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video nào hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài luyện tập trang 58. Sách giáo khoa toán lớp 5 các bạn nhé. Bài tập số 1 yêu cầu các em tính nhẩm 1,48 nhân với 10. Vậy khi nhân với các số là 10, 100, 1000 đúng không? Thì chúng ta rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần dịch dấu phẩy sang phía bên phải thôi. Cụ thể như sau này. Bài 1A. Ta có 1,48. Các em nhân với 10. Nhân với 10 thì đây có một chữ số không đúng không? Thì các em sẽ dịch chuyển cái dấu phẩy này sang phía bên phải một chữ số. Như vậy dấu phẩy ở đây các em bỏ dấu phẩy này đi, dịch sang bên phải là phía bên này đúng không? Chúng ta dịch sang một chữ số. Vậy kết quả của ta sẽ bằng 14,8. Tiếp theo 15,5. Nhân 10. Nhân 10 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang phía bên phải một chữ số. Như vậy dấu phẩy bây giờ bỏ dấu phẩy này đi, dịch sang đây. Như vậy nó sẽ bằng 155 phẩy, phía sau không có gì nữa cả. Như vậy thì các em bỏ luôn dấu phẩy cho cô. Đây, khi mà chúng ta đánh dấu phẩy mà phía sau nó không còn cái gì nữa cả thì chúng ta bỏ luôn dấu phẩy. Như vậy kết quả bằng 155. Tiếp theo nữa, 5,12 nhân với 100. 5,12. Nhân với 100 thì ở đây có hai chữ số 0, như vậy chúng ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số. Nếu bắt đầu là chữ số 1, phía sau là các chữ số 0 thì các em đếm thêm thử có bao nhiêu chữ số 0, chúng ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Vậy có hai chữ số 0, chúng ta dịch chuyển sang phải hai chữ số, như vậy bỏ dấu phẩy đây, dấu phẩy đánh sang đây. Khi cái dấu phẩy đánh sang hai chữ số, tức là đánh sau chữ số 2 này thì phía sau này không còn cái gì cả thì chúng ta bỏ luôn dấu phẩy. Kết quả bằng 512. Đấy, nếu các em có đánh dấu phẩy đi chăng nữa thì cái dấu phẩy đứng cuối cùng này nó cũng không cần thiết. Đấy, chúng ta bỏ đi. 0,9 nhân với 100. Nhân với 100 tức là các em sẽ phải dịch dấu phẩy sang bên phải hai chữ số đúng không? Như vậy ở đây chúng ta này, chúng ta dịch sang đây thì nếu như thế này thì các em thấy không còn số nào đúng không? Nhưng mà thực ra ở phía sau này các em có thêm bao nhiêu chữ số 0 đi chăng nữa cũng được. Đấy, các em đánh thêm bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng phần tập phân thì kết quả nó cũng không thay đổi. Như vậy cái con 0,9 này, 0,9 này các em có thể viết là bằng 0,90 được không? Hai số này nó như nhau. Đấy, kem thêm chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân thì kết quả không thay đổi mà. Vậy chúng ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số. Bây giờ bỏ dấu phẩy này đi, dịch chuyển 1 2 chữ số, vậy đánh dấu phẩy sang đây. Như vậy chúng ta được kết quả là 090 phẩy. Số 0 đứng đầu nó không giá trị, chúng ta bỏ đi này. Đấy, 090. Dấu phẩy đứng cuối cùng cũng không có giá trị, kem bỏ đi. Như vậy chúng ta sẽ kết quả chúng ta sẽ bằng 90. Tiếp theo nữa, 2,571 nhân với 1.000. Khi nhân với 1.000 thì các em dịch dấu phẩy sang bên phải mấy chữ số đây? 1, 2, 3 này, chúng ta dịch sang 1, 2, 3 chữ số. Như vậy bỏ dấu phẩy đây, dịch dấu phẩy sang đây. Vậy dấu phẩy nó đứng ở tận cùng thì em bỏ luôn dấu phẩy. Kết quả sẽ bằng 2,571. 2,571. Tiếp theo 0,1. Các bạn nhân với 1.000. Khi nhân với 1.000 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Phẩy ở đây mới có một chữ số thôi. Vậy làm như thế nào để chúng ta dịch chuyển 3 chữ số? Các em có thêm bao nhiêu chữ số ở phần thập phân thì kết quả nó cũng như vậy. Như vậy cái số 0,1 này các em có thể viết là bằng 0,100. Được không? Bởi vì hai cái chữ số 0 ở phía sau nó không có giá trị. Vậy 0,100 thì nó cũng chính bằng 0,1. Đấy. Và chúng ta dịch chuyển ba cái dịch chuyển về phía bên phải ba chữ số. Vậy các em bỏ dấu phẩy này đi này. Được chưa? Dịch chuyển sang đây 1 2 3 chúng ta đánh dấu phẩy đây. Như vậy kết quả của chúng ta bằng 10100. Này, bỏ dấu phẩy này, dịch chuyển sang đây đúng không?
Vậy kết quả có phải là 0100 phẩy? Như cái chữ số 0 đầu tiên này nó không có giá trị, các em bỏ đi. Cái dấu phẩy đứng cuối cùng không có giá trị, chúng ta bỏ đi. Như vậy chúng ta được kết quả bằng 100. Tiếp theo, sang ý B. Người ta hỏi các em là 8,05 nhân với bao nhiêu để được 80,5? 8,05 nhân với bao nhiêu để được 80,5? Như vậy khi dịch chuyển sang bên phải một chữ số này, dấu phẩy dịch chuyển sang một chữ số, tức là chúng ta đã nhân với 10. Như vậy cái này khi nhân với 10 thì nó sẽ bằng là 80,5. Tiếp theo, 8,05 nhân với bao nhiêu để bằng 805? Nhân với bao nhiêu để bằng 805? 805 tức là nó mất dấu phẩy, đúng không? Nó mất dấu phẩy đi, tức là dấu phẩy này mất đi này. Lẽ ra cái dấu phẩy nó ở cuối cùng này, nhưng mà cái dấu phẩy ở cuối cùng người ta bỏ đi thì nó mới bằng 805 được. Như vậy tức là dấu phẩy đã dịch chuyển sang bên phải hai chữ số. Đây, 1, 2, đánh sang đây đúng không? Bỏ dấu phẩy này đi. Và dấu phẩy cuối này người ta bỏ đi, như vậy bằng 805. Như vậy muốn dịch chuyển hai chữ số thì chúng ta nhân với 100 thì nó sẽ bằng 805. Tương tự, để bằng 8050, ta có 8,05 nhân với bao nhiêu để nó ra là 8050. Như vậy nó phải sang đây, thêm một số sang đây và đánh dấu phẩy ra cuối cùng này, được không? Có phải là nó sẽ bằng này 8050 như này không? Nhân bao nhiêu để ra cái số này? Ban đầu dấu phẩy ở đây, bây giờ thì nó dịch sang 1, 2, 3. Và đứng ở cuối này, do đứng ở cuối này người ta bỏ dấu phẩy đi. Như vậy chứng tỏ dấu phẩy đã dịch sang bên phải 3 chữ số. Dịch sang bên phải 3 chữ số thì chúng ta sẽ nhân bắt đầu là số 1 và phía sau là 3 chữ số 0 cho cô. Như vậy nó sẽ nhân với 1000. Cuối cùng nhân với bao nhiêu để ra 80.500? 8,05 nhân với bao nhiêu đấy để ra là 80.500. Vậy chúng ta cùng theo dõi nhé. Đây, ban đầu dấu phẩy nó ở đây, dấu phẩy ở đây, đầu bài thì nó là dấu phẩy ở đây. Thế bây giờ xem thử dấu phẩy ở cuối cùng người ta đã bỏ đi rồi. Vậy nó dịch chuyển 1, 2, 3, 4 chữ số. Như vậy chứng tỏ dấu phẩy phải dịch chuyển 4 chữ số đúng không? 1 này, 2, 3, 4 này. Như vậy thì các em sẽ bắt đầu bằng số 1 và theo phía sau là 4 chữ số 0 nha cô. Như vậy nó sẽ nhân với 10.000. Xong bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1 thì các em dừng một chút để các em xem kỹ hơn cái bài tập số 1 này. Bây giờ cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các bạn đặt tính nổi tính. Chúng ta có ý A 7,69 nhân với 50. Bảy phẩy sáu chín nhân với 50 ở đây các em thấy tận cùng là có chữ số 0, như vậy các em sẽ viết một chữ số 0. Ở kết quả chúng ta sẽ có một chữ số 0. Rồi bây giờ các em sẽ lấy số 5 các em nhân với nhân bình thường như nhân là với 769 đi, lấy 5 này, không quan tâm đến cái dấu phẩy này, chưa quan tâm. Các em lấy 5 nhân với 769, ta có 5 nhân 9 bằng 45. Viết 5 nhớ 4 này. 5 x 6 bằng 30, nhớ 4 nữa bằng 34, viết 4 nhớ 3. 5 x 7 35, 35 với nhớ 3 nữa bằng 38. Thế đến đây các em mới đếm ở phía trên này có 1, 2 chữ số sau dấu phẩy. Thì ở phần kết quả các em đếm cho cô từ phải sang trái các em lấy 2 số, 1, 2, đánh dấu phẩy ở đây.
Kết quả chúng ta sẽ bằng 384,5. 384,5. Tiếp theo, ý B. 12,6. Các bạn nhân với 800. Thì các em cũng làm tương tự cho cô. Ở đây chúng ta có hai số 0 ở tận cùng, thì ở phần kết quả chúng ta sẽ có hai số 0 ở phần tận cùng này. Sau đó các em lấy số 8 nhân với 126, chưa quan tâm đến dấu phẩy này. 8 nhân với 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4. 8 nhân 2 bằng 16. 16 với nhớ 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 8 nhân 1 bằng 8, nhớ 2 nữa bằng 10. Đến đây thì các em nhìn có một số sau dấu phẩy này. Đây có một số sau dấu phẩy. Như vậy ở kết quả các em đếm từ phải sang lấy một số đánh dấu phẩy. Vậy kết quả chúng ta bằng 10.080,0. Ý C. 12,82 nhân 40. Ở đây có một số sau dấu phẩy thì các em đánh cho cô, có một số 0 ở tận cùng thì các em viết cho cô trong kết quả sẽ có một chữ số 0. Rồi các em lấy số 4 nhân với 1.282, chưa quan tâm đến dấu phẩy này. Ta có 4 nhân với 2 bằng 8. 4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 nhân với 2 bằng 8, nhớ 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 4 nhân 1 bằng 4, nhớ 1 nữa bằng 5. Thế bên trên chúng ta thấy có hai số sau dấu phẩy. Ở kết quả từ phải sang các em đếm 1, 2 đánh dấu phẩy. Kết quả bằng 512,8. Tiếp theo 82,14. Các bạn nhân với 600. Ở đây có hai chữ số 0 thì trong phần kết quả tận cùng chúng ta cũng có hai chữ số 0 ở tận cùng. Kem lấy 8 nhân 6 nhân với 8.214, chưa quan tâm đến dấu phẩy này. Như vậy chúng ta có 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân với 1 thì bằng 6, nhớ 2 nữa bằng 8. 6 nhân 2 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân 8 bằng 48, nhớ 1 bằng 49. Các em đếm có 1, 2 chữ số sau dấu phẩy thì ở kết quả các em cũng đếm từ phải sang 1, 2, các em đánh dấu phẩy ở đây. Như vậy kết quả của ta sẽ bằng 49.284. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xong hai bài tập 1, 2 thì các em dừng lại tiếp tục làm cho xong nhé. Sang bài tập số 3 như sau. Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km. Trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được là 9,52 km. Hỏi người đó đi được tất cả bao nhiêu km. Trước tiên các em sẽ tìm quãng đường đi được trong 3 giờ đầu. Thì các em lấy 10,8 các bạn nhân với 3. Sau đó các em tìm quãng đường đi được trong 4 giờ tiếp theo bằng cách lấy 9,52 nhân với 4. Rồi người đó đi được tất cả bao nhiêu km thì chúng ta sẽ cộng hai cái kết quả đấy lại với nhau. Vậy chúng ta có bài 3 như sau. Trong 3 giờ đầu người đó đi được số km là
hoặc người đó đi được là, thì các em sẽ lấy 10,8 các em nhân với 3. Các em đặt phép tính ra ngoài giấy nhé. 10,8 nhân với 3 thì sẽ bằng 30. Km. Tiếp theo, trong 4 giờ sau người đó đi được số km là, trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được thì chúng ta sẽ lấy là 9,52. Cứ mỗi giờ đi được 9,52, đi trong 4 giờ thì các em lấy 9,52 nhân với 4. 9,52 nhân với 4 thì bằng 38,08 km. Như vậy, người đó đi được tất cả số km thì các em cộng hai cái giá trị này với nhau. Người đó đi được tất cả số km là, người đó đi được tất cả số km là, thì các em lấy 32,4, các em cộng với 38,08. Kết quả chúng ta sẽ bằng 70,48. 70,48 km. Đáp số 70,08 km. Đáp số là 70,48 km. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 3. Bây giờ cô chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong bài tập số 3 nhé. Sang bài tập số 4 như sau. Tìm số tự nhiên x biết rằng 2,5 nhân với x nhỏ hơn 7. Như vậy ở đây, để muốn biết x là số tự nhiên nào thì các em sẽ thay các số tự nhiên bắt đầu từ số 0 vào cho cô. Các em nhân lên lấy 2,5 nhân 0 rồi nhân 1 nhân 2 nhân 3. Đấy, chúng ta nhân ra đến lúc nào mà cái kết quả nó lớn hơn số 7 thì chúng ta dừng lại. Như vậy, ở bài số 4 này như cô nói, các em sẽ thay các số tự nhiên x là các số tự nhiên bắt đầu từ số 0. Nếu x bằng 0 thì ta có 2,5 nhân với 0. 2,5 nhân x tức là 2,5 nhân với 0 thì bằng 0. Và rõ ràng số này nhỏ hơn 7, đúng không? Thỏa mãn đây này, nhỏ hơn 7. Nếu x bằng 1
Kem thay x bằng 1 vào đây thì 2,5 nhân với 1 thì cũng bằng 2,5. 2,5 này cũng nhỏ hơn số 7, như vậy cũng thỏa mãn luôn. Nếu x bằng 2 kem thay x bằng 2 vào thì ta có 2,5 nhân 2 thì sẽ bằng 5. Số 5 này cũng nhỏ hơn số 7, như vậy thỏa mãn. Đấy, và chúng ta thấy đặc điểm này, khi x càng tăng thì cái giá trị của chúng ta cũng sẽ càng tăng, đúng không? Vậy nếu x bằng 3 thì sao? Thì em thay x bằng 3 vào đây thì ta có 2,5 nhân 3 thì sẽ bằng 7,5. Và cái kết quả 7,5 này nó có còn nhỏ hơn 7 nữa không? Rõ ràng cái này nó không nhỏ hơn 7 nữa, 7,5 thì nó lại lớn hơn 7. Và khi mà lớn hơn 7 này thì chúng ta loại đi, bởi vì đề bài người ta đang muốn là chúng ta nhân ra mà kết quả nó phải nhỏ hơn số 7 cơ. Đây này, nó phải nhỏ hơn 7. Như vậy từ số 3 trở đi là chúng ta loại. Nếu các em nhân với 4 thì nó lại bằng 10 thì nó cũng lớn hơn 7. Như vậy khi mà x càng lớn thì cái giá trị này càng lớn này. Đấy, mà chúng ta đã nhân, khi nhân đến số 3 thì nó đã lớn hơn 7 rồi, thì chúng ta không cần phải nhân các số sau nữa. Như vậy x của chúng ta ở đây nhận các giá trị là 0, 1, 2. Vậy x nhận ra giá trị đó chính là 0, 1, 2. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được bài luyện tập trang 58 của sách giáo khoa toán lớp 5. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.